thân trung ấm là giống hay khác? 7 câu hỏi đáp. 1. Hỏi: thân trung ấm trong kinh nói là cái gì? Đáp: chính là thần thức con người sau khi chết, như Đại Bát Niết Bàn kinh nói. Trong kinh Đại Ý nói, khi sắp mạng chung, thân thuộc vây quanh khóc lóc, người ấy kinh hoảng sợ hãi, không có cách gì khống chế được mình. Các nghiệp thiện ác một đời tạo tác đều hiện ra trước mắt. Sau khi khí nóng trên thân thoát ra ngoài hết, năm ấm sắc thọ tưởng hành thức quá khứ diệt, sanh khởi thân trung ấm. Sau khi nhập thai, thân trung ấm tiêu mất, năm ấm sắc thọ tưởng hành thức vị lai sanh. Thí như đèn sáng bóng tối mất, đèn mất lại tối, tương tục không ngừng. 2. Hỏi: có người nói trong thân người có 3 hồn 7 vía, một hồn đầu thai, một hồn giữ thi thể, một hồn chịu tội, phải như vậy không? Đáp: mấy cách nói này đều là của đạo sĩ lập ra, xem văn hiến thống khảo. Nếu đúng như vậy, mỗi lần đổi kiếp để lại 2 hồn, đổi kiếp 10 lần để lại 20 hồn, đổi kiếp 1.000 lần để lại 2.000 hồn. Một người để lại 2.000 hồn, 2.000 người sẽ để lại 4 triệu hồn. Thời gian dài mãi, khắp nơi toàn là hồn ma. Xin hỏi, những hồn cũ này sau này đặt ở đâu? Một kẻ phàm phu làm sao có thể có 100.000 hóa thân? Lại xin hỏi, hồn nào được may mắn đầu thai, hồn nào lại bất hạnh chịu tội? 3. Hỏi: khi chánh nhân quân tử mạng chung, trong lòng tự làm chủ được, vì sao khi đến thân trung ấm lại thấy người là trâu, là dê, gà, vịt? Đáp: người ta đến lúc này đã không làm chủ được, giống như điên đảo, thác loạn, phát sanh trong mộng. Thánh nhân cũng có. Khổng Tử chẳng lẽ không biết Chu Công đã chết mấy trăm năm? Có thể khi ông ta thấy Chu Công trong mộng, e chưa chắc coi ông ta là người đã chết. Ngoài ra, Khổng Tử chẳng lẽ không biết người sống không nên nhận lễ tế? Vì sao ông ta vẫn mộng thấy mình ngồi giữa hai cột trụ trước thính đường nhận lễ tế? Thành Văn sau khi đầu thai không nhớ quá khứ, Sơ Vị Bồ Tát sau khi đổi kiếp cũng còn mê hoặc, càng huống hồ là phàm phu. 4. Hỏi: khi người sắp mạng chung, khởi một niệm dục chắc chắn đọa vào ác đạo, nhưng trong luân hồi quan của quyển hai sách này, thân trung ấm của châu Tây Ngư Quá ôm thiên nữ, vì sao lại được sanh thiên? Đáp: một niệm khi lâm chung cố nhiên là rất quan trọng, nhưng phước báo sanh thiên là do tích lũy việc lành ngày thường mà được. Chỉ như cây nghiêng về hướng đông, khi chặt sẽ đổ về hướng đông, nghiêng về hướng tây sẽ đổ về tây. 5. Hỏi: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, giảng sanh cửu phẩm lâm chung đều thấy hoa sen, và châu Bắc Cu Lô trung phẩm sinh thiên cũng thấy hoa sen, hai nơi có gì khác biệt? Đáp: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, vãng sanh mỗi phẩm đều có hóa Phật đến tiếp dẫn. Châu Bắc Cu Lô sanh thiên không có hóa Phật nghinh tiếp. 6. Hỏi: những người sắp đầu thai làm chó và heo, luôn thấy đủ các loại mỹ nữ, và khi châu Tây Ngư Quá sanh thiên cũng thấy mỹ nữ, hai nơi có gì khác biệt? 1. Thuộc niệm thiện. Niệm thiện làm cho người ta nhẹ nhàng thanh thoát, nhờ đó được đi lên. Tình dục làm cho người ta nặng nề hỗn loạn, do đó bị đi xuống. Như kinh Lăng Nghiêm nói: thuần niệm thiện sẽ đi lên, tất nhiên sanh lên cõi trời. Nếu tu phước tu huệ, lại có chí cầu sanh tịnh độ, tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ, đốn ngộ nhanh, vãng sanh nước Phật. Tình dục ít mà niệm thiện nhiều, thành tựu là phi tiên, quỷ vương hoặc phi hành giả xoa. Tình dục và niệm thiện ngang nhau thì không lên không xuống, sanh làm người. Trong đó, niệm thiện nhiều thì thông minh, tình dục nặng thì ngu độn. Tình dục nhiều mà niệm thiện ít, sanh vào đường súc sanh. Trong đó, niệm dục nặng làm thú,
niệm dục nhẹ làm cầm, tức loài có cánh. 7 phần tình dục, 3 phần niệm thiện thì đọa vào địa ngục. Trong đó niệm dục hơi nhẹ sanh vào hữu gián địa ngục, còn niệm dục nặng sanh vào vô gián địa ngục. Thuần tình dục sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục. 7. Hỏi: người đọa vào địa ngục A Tỳ, khi mới vào coi 8 vạn 4 ngàn rừng kiếm là cây báo, coi lửa là hoa sen, coi các loại trùng miệng sắc là thiên nga, và người sanh lên cõi trời cũng thấy đủ cảnh giới này, có gì khác biệt? Đáp: người đọa địa ngục khi mạng chung do bị khổ não bức bách mà sanh vọng tưởng, do vọng tưởng sanh ra ảo giác. Còn người sanh lên cõi trời, khắp thân cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát, nóng thì có gió mát thổi, lạnh thì có hơi ấm xông, đầu thể nhất loạt như nhau. Tánh học xiển di. 7 câu hỏi đáp. 1. Hỏi: trong Luận Ngữ, Tử Lộ từng hỏi cách nhìn của Khổng Tử về sống chết. Khổng Tử cự tuyệt trả lời: anh lại cứ tranh biện mãi, chẳng lẽ không phải quá ư kỳ cục sao? Đáp: Khổng Tử trả lời: sống còn chưa biết, làm sao biết chết? Đây là Khổng Phu Tử uyển chuyển khải phát, chớ không phải hoàn toàn cự tuyệt. Khổng Tử nói chết sống cũng lớn vậy, xem Trang Tử, chẳng lẽ cũng là kỳ quái sao? 2. Hỏi: tâm tánh mà Phật giáo nói là cho rằng vô thiện, vô bất thiện, phải không? Đáp: nếu là vô thiện, vô bất thiện, liền trở thành ngoan không và đoạn diệt. Người đời không chấp có thì cũng chấp không, không chấp cũng có cũng không, thì lại chấp chẳng có chẳng không. Cho nên trong Quán Phật Tam Muội Kinh dụ họ là những người mù rờ voi. Người đời luận bàn tâm tánh cũng giống như người mù rờ voi vậy. 3. Hỏi: vạn vật có sanh tất nhiên có diệt, có khởi thủy ắt có chung kết, tâm tánh cũng có sanh diệt, phải không? Đáp: cái gì có hình tướng ắt có sanh diệt, tâm tánh không có hình tướng làm sao có sanh diệt? 4. Hỏi: vậy thì tâm tánh như hư không chăng? Đáp: không phải. Không như hư không gọi là ngoan không, không của tánh không, siêu vượt có không, gọi là chân không. 5. Hỏi: tai và mắt thuộc hình hài, cái thấy cái nghe thuộc thần thức. Thần thức nếu không diệt, tánh thấy nghe đáng lẽ trẻ già như nhau, nhưng khi tuổi già thì lực kém dần, thính lực yếu dần, thì tánh thấy nghe cũng có già và chết. Từ đó có thể biết thần thức cũng có sanh diệt. Đáp: năng lực thấy, nghe của mắt và tai suy thoái là do sự già yếu của hình hài mà ra, không liên quan gì đến tánh thấy nghe. Mắt thấy sự vật không phải là chính nó có khả năng thấy, mà là dựa vào tánh thấy mới thấy được. Tai cũng vậy, phải dựa vào tánh nghe mới nghe được. Nếu nói mắt chính nó có thể thấy được sự vật, vậy sao người chết mở mắt mà không thấy? Và sau khi nằm mộng, nhắm mắt mà vẫn thấy? Tai cũng như vậy, do đó có thể biết thần thức không có sanh diệt đến đi. 6. Hỏi: tâm tánh không có sanh diệt, đã lược biết đại khái, tâm tánh không có đến đi thì còn chưa rõ lắm. Đáp: cái có đến có đi, có sanh có diệt là tâm vọng tưởng, mà không phải là tâm chân thật. Chân tánh rộng lớn không bờ, rộng khắp hư không, đại thiên thế giới ở trong tâm tánh của ta chẳng qua như cái bọt nước trong biển lớn mà thôi. 7. Hỏi: quả báo rơi vào trong 3 đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và đầu thai làm người. Có người trên sự tướng cho rằng là do diêm dương phán định, có người từ trên tâm tánh cho rằng là do nghiệp duyên của mình chiêu cảm, cuối cùng thì ai đúng ai sai? Đáp: nếu không cố chấp một chiều, hai cách nói đều đúng.
Nếu đây kia cố chấp, không thể dung thông, thì hai cách nói đều sai. Thí như đứa trẻ từ hai vợ chồng sanh ra, nếu hai người vô ý bài bác đối phương, bất kể ai nói đứa trẻ này do chính mình sinh, đều không vấn đề gì. Nhưng nếu cả hai vợ chồng cãi nhau đến nỗi đỏ mặt tía tai, đều cho rằng đứa trẻ này là tôi sinh, không phải anh hay chị sinh, thì sai. Nguyên do của ác đạo. 10 câu hỏi đáp. 1. Hỏi: Uyên ương chim cúc bồ câu do đời trước tạo nghiệp dâm nên đời nay mới sanh làm loài chim dâm dục. Nhưng chim nhạn mất bản tình, đến chết cũng không tìm bản tình khác. Có thể biết đời trước chắc chắn không phạm nghiệp dâm, vì sao cũng đọa làm chim? Đáp: Dâm là một trong 10 nghiệp ác. Tạo 10 nghiệp ác đều phải đọa vào đường súc sanh. Uyên ương, chim cút, bồ câu do nghiệp dâm mà đọa làm thân chim. Cô nhạn là do những nghiệp ác khác đọa làm thân chim. Như câu xá luận nói, tạo 10 nghiệp ác sẽ phải đọa vào súc sanh đạo. Tình hình mỗi có khác nhau. Trong đó, người tâm dâm dục nặng, đầu thai làm chim bồ câu, chim sẻ, uyên ương. Người tâm sân nặng, đầu thai làm rắn, rít, bò cạp. Người tâm si nặng, đầu thai làm heo, dê, nghêu sò. Người tâm kiêu mạn tự phụ nặng, đầu thai làm cọp, sói, sư tử. Người tâm hiếu động nặng, đầu thai làm phượng, khỉ. Người tâm keo tham đố kỵ nặng, đầu thai làm chó đói. 2. Hỏi: Nếu tạo tội phải đầu thai làm súc sanh, vậy khi đầu thai có biết là súc sanh không? Đáp: Đến lúc này chính mình không cách gì làm chủ được. 3. Hỏi: Vì sao sau khi chết không làm chủ được? Đáp: Hiện tại đã làm chủ được chưa? Cùng là một người đẹp, kẻ háo sắc thấy yêu tận xương cốt, người nữ đố kỵ thấy hận tận xương cốt. Khi sống mà còn như vậy, huống hồ là sau khi chết. 4. Hỏi: Quá khứ từng có một vị Đao Lợi Thiên Dương, tự biết thọ mạng đã hết, sắp đầu thai làm lừa, chí tâm quy y Tam Bảo, sau khi đầu thai lập tức sảy thai làm thiên đế trở lại. Xem Pháp Cú Thí Dụ Kinh, điều này giải thích thế nào? Đáp: Đây là nhờ phước đức trong đời quá khứ của ông ấy sâu dày, do đó mới được vãn hồi. Nếu không, rõ ràng heo mẹ trước mắt lại nhìn thành mỹ nữ, mùi phân tiểu cảm thấy như hương chiên đàn. 5. Hỏi: Người đời nhiều như vậy, việc đời phức tạp như vậy, nếu ghi chép tỉ mỉ, chức mật thành núi cũng không đủ dùng. Diêm Vương tội gì phải mất công ghi chép những việc đâu đâu như vậy? Đáp: Tất cả đều do tâm tạo. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Nội viện thiên đường cảnh đẹp rất nhiều, nhưng đều không phải nhân tạo. Đầu thai về đó liền tự nhiên hưởng thọ khoái lạc. Âm tạo địa phủ hình cụ vô số, cũng đều không phải nhân tạo. Đầu thai về đó liền tự nhiên chịu khổ. 6. Hỏi: Khi sống cảm nhận đau đớn là do có hình thể này, sau khi chết không có hình thể, làm sao cảm nhận được đau đớn? Đáp: Cái cảm nhận đau đớn là thần thức của mình, mà không phải là hình thể. Nếu đau đớn đến từ hình thể, vậy thì người chết cũng cảm nhận được đau đớn sao? 7. Hỏi: Người tạo ác nghiệp đương nhiên phải chịu trừng trị nghiêm khắc, nhưng những ngục tốt, quỷ dương trong địa ngục ấy, hành vi của họ càng hung ác hơn. Phải có những địa ngục như thế nào để trừng phạt họ? Đáp: Nếu từ trên sự tướng mà nói, thí như ngục tốt phụng mệnh dùng gậy đánh người tội, chắc chắn không vì dùng gậy mà bị xử phạt. Nếu từ trên nhân quả nội tại mà nói, thì ngưu đầu mã diện vân vân đều là tự tâm người tạo nghiệp hiện ra. 8. Hỏi: Đã có địa ngục thì phải cho người đời đích thân nhìn thấy để họ tin mà không dám tạo tội nữa. Đáp: Cái tương lai có thể đích thân nhìn thấy đâu đâu cũng có. Điều đáng tiếc
là những người đã đích thân nhìn thấy một đi không trở lại. 9. Hỏi: Như Lai dùng ngón chân ấn xuống mặt đất, đại thiên thế giới đều biến thành sắc vàng, xem Duy Ma Cật Kinh. Đã có thần thông như thế, sao không làm cho địa ngục mười phương tiêu mất, để những chúng sanh chịu khổ trong địa ngục đều sanh về nước Phật? Đáp: Đại Y Vương có khả năng trị lành mọi trọng bệnh, nhưng lại không thể cứu những người không chịu uống thuốc. Ác báo của chính người tạo nghiệp, Bồ Tát không cách gì làm cho chúng trừ sạch, giống như cái đói của người nghèo, người giàu không thể ăn giúp. 10. Hỏi: Định nghiệp của chúng sanh khó mà tránh khỏi, Phật Pháp cũng không cách gì làm nó thay đổi. Nhưng trong kinh Phật thường nói cứu độ chúng sanh vô lượng là thế nào? Đáp: Tất cả khổ não của thế gian đều do nghiệp ác đưa đến. Khuyên người không tạo nghiệp ác thì là đã đoạn trừ được căn nguyên của khổ não. Không phải cứu độ thì là gì? Đầu nguồn giá thú. 8 câu hỏi đáp. 1. Hỏi: Dâm dục đã là đứng đầu vạn ác, vậy thì Thánh Vương cổ đại khi trị lý quốc gia cần phải cấm chỉ, nhưng Phục Hy lại lập ra người mai mối cho trai gái kết hôn là vì sao? Đáp: Đây chính là để tránh phát sinh dâm loạn trong thế gian. Nếu không lập ra chế độ lễ nghi hôn nhân, không những trai gái tùy tiện tự do như cầm thú, mà còn con cái sanh ra bị bỏ rơi không ai nuôi dưỡng. Do đó, dùng phương pháp thích nghi này xác lập làm chế độ hôn nhân. Con trai ai cũng có vợ, con gái ai cũng có chồng, cha mẹ nuôi dưỡng con cái của mình, thành lập gia đình, khiến toàn xã hội an định, trật tự lớp lan. 2. Hỏi: Nhờ người mai mối để tiến hành việc kết hợp của nam nữ là vì sao? Đáp: Để tránh những người lanh lẹ lấy đẹp bỏ xấu đưa đến tranh chấp. 3. Hỏi: Trong lễ nghi hôn nhân phải có những lễ tiết dấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ là vì sao? Đáp: Để tránh trai gái đời sau tùy ý kết hợp, cho nên hôn nhân phải có một quá trình khúc chiết. 4. Hỏi: Nguyên nhân có chế độ hôn nhân tôi đã biết, vậy sự kết hợp giữa trai gái bắt đầu từ khi nào? Đáp: Theo Khởi Thế Nhân Bổn Kinh ghi, lúc kiếp sơ đại địa hình thành trở lại, chúng sanh trên thế gian là từ trời Quan Âm đầu thai xuống, hóa sanh tự nhiên, không phải trải qua thai mẹ. Vật thực ăn uống tự nhiên, tức vị đất, thời gian lâu xa, tướng mạo bắt đầu xấu, có gân mạch xương cốt, hình thành biệt tính nam nữ khác nhau. Theo sau liền có tình dục, đó chính là khởi thủy của kết hợp giữa trai gái. 5. Hỏi: Nho gia nói bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại, mà Phật lại yêu cầu đệ tử từ biệt cha mẹ xuất gia tu hành, cực lực kể rõ sự nguy hại của tại gia. Chủ trương của Nho gia và Phật giáo vì sao khác nhau như vậy? Đáp: Từ góc độ thế gian mà nói, tuy phương thức làm thiện của đây kia có chỗ khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là vì hài hòa an định thế gian. Căn cơ thế gian mỗi người mỗi khác, có người dùng Phật Pháp không thể giáo hóa, dùng Nho giáo lại được, hoặc ngược lại. Cho nên thánh nhân tam giáo Phật, Đạo, Nho tuy đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không thể không mỗi tự gánh vác một phương diện, mỗi tự thiết lập một môn phái, mỗi tự phổ biến một loại giáo hóa. Danh nghĩa tuy có ba, nhưng mục đích của nó lại là một. Thí như có ba vị lương y đều muốn trị bệnh cứu người, nhưng bệnh tình của mỗi bệnh nhân mỗi người khác nhau. Nếu ba người đều học một loại y thuật thì sự cứu chữa sẽ bị hạn chế. Lại như chiến loạn sắp đến, có ba vị trưởng giả muốn cứu người thoát ra khỏi thành. Nếu chỉ mở một cửa thành thì số người được cứu cũng chắc chắn có hạn. Do đó, ai theo lời dạy bảo của Khổng Tử thì Phật Thích Ca thấy chắc chắn hoan hỷ. Ai theo lời dạy bảo của Thích Ca thì Khổng Tử thấy cũng chắc chắn hoan hỷ.
Nếu nghe theo lời dạy bảo của ta mà tiến bộ thì cảm thấy vui. Không nghe theo lời dạy bảo của ta mà tiến bộ thì không vui. Vậy thì không thể thành Phật được, không thể thành thánh nhân được. Lý Sĩ Kim đời nhà Tụy nói, Phật là mặt trời, đạo là mặt trăng, nho là năm sao, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ba đâu thể thiếu một. Người đời sau đối với việc này nghị luận lung tung, chẳng qua là biểu thị kiến thức cạn cợt của mình mà thôi. 6. Hỏi: Có người suy đoán những thánh nhân, phụ hy, trên lịch sử đều là hóa thân của Đại Bồ Tát, không biết có phải đúng thế không? Đáp: Có thể. Học ký Lễ Ký nói, nhà làm cung giỏi nhất định sẽ cho con cái trong nhà trước học bẻ cong cành liễu làm gầu. Nhà giỏi luyện kim nhất định sẽ cho con cái trong nhà trước học khâu vá da thú làm áo lông. Phật giáo có quyền có thật, có tiệm có đốn. Ly dục xuất gia là thật giáo, đốn giáo. Hai họ kết hôn là tiệm giáo, quyền giáo. Thí như đối với những người không thể ăn chay, trước khuyên anh ta nên ăn tam tịnh nhục. Tâm giáo hóa chúng sanh của thánh nhân tam giáo là như nhau, phương thức giáo hóa chúng sanh cũng là tương thông. 7. Hỏi: Nếu trên đời ai cũng tuyệt dục, không kết hôn nữa, sau 100 năm e nhân loại bị tuyệt diệt, phải làm sao? Đáp: Cõi năm ác trược này, con trai, con gái đến 20 tuổi mà chưa kết hôn là đã lén nhìn nhau, lén hẹn hò rồi, làm sao có thể ai cũng tuyệt dục? Ngay cả chính anh e cũng không làm được, huống hồ là người khác. Ngư dân một ngày không bắt cá đã lo lắng thuyền bè trở ngại, thật là lo bò trắng răng. 8. Hỏi: Nếu thật ai cũng tuyệt dục, vậy phải làm sao? Đáp: Nếu thật như vậy thì tất cả chúng sanh thế gian đều hóa sanh như chư thiên, không còn bị khổ bào thai. Phật Nam.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A